Ngày 14 tháng 12 tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với bậc học mầm non, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021. Tham dự hội thi 165 giáo viên, trong đó có 70 giáo viên bậc học mầm non, 87 giáo viên trung học phổ thông và 8 giáo viên giáo dục thường xuyên phải trải qua 2 phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và thực hành. Phần thi thực hành của bậc trung học phổ thông, các thí sinh sẽ dạy một tiết học tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh. Phần thi trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục được tổ chức tại trường trung học cơ sở Quang Trung. Phần thi thực hành của bậc mầm non sẽ được tổ chức tại trường mầm non Bông Sen và trường mầm non thực hành thành phố Yên Bái. Hội thi nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, qua đó tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục đào tạo triển khai thông tư số 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở, giáo dục mầm non, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở, giáo dục phổ thông với nhiều thay đổi về nội dung và hình thức thi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.